Xin chào tất cả các em. Đại cương về dao động điều hòa đó chính là một cái chủ đề hay là một cái chuyên đề đầu tiên trong chương trình vật lý 12. Nếu chúng ta nắm bắt được ngọn nguồn, hiểu bản chất của vấn đề thì học các chương tiếp theo nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ có sự liên hệ theo một logic nào đó. Và hôm nay thầy sẽ cùng với chúng ta đi tìm hiểu cái chủ đề, cái chuyên đề đầu tiên đó chính là đại cương về dao động điều hòa. Trước khi làm các bài tập, trước khi luyện các đề, các câu hỏi trong đề thi của các năm thì chúng ta cùng tìm hiểu cái kiến thức cơ bản cần nhớ đã. Trước tiên chúng ta phải xem thế nào là một dao động điều hòa. Nhưng để hiểu khái niệm dao động điều hòa thì chúng ta sẽ lần lần từ những cái khái niệm nền tảng. Trước tiên chúng ta nhớ lại khái niệm về chuyển động. Ở lớp 8 hay lớp 10 đã nêu cho chúng ta cái khái niệm về chuyển động cơ học. Chuyển động cơ học hay còn gọi là chuyển động cơ hoặc gọi tắt là chuyển động là sự thay đổi vị trí của một vật so với một vật khác được chọn làm vật mốc. Ví dụ, ta nói một cái ô tô đang chuyển động, có nghĩa là ta phải so sánh cái sự thay đổi vị trí của ô tô, có thể là so với cái bến, có thể so với mặt đường, có thể so với cây ở ven đường. Rõ ràng vị trí nó thay đổi, kết luận có chuyển động. Nhưng chuyển động trong cái thực tế này nhiều vô kể. Một trong những cái dạng đặc biệt của chuyển động đó là dao động. Vậy dao động là gì đã? Sau đó chúng ta mới nói đến dao động điều hòa. Dao động là một cái chuyển động lặp đi lặp lại qua một vị trí đặc biệt. Vị trí đặc biệt này người ta thường chọn là vị trí cân bằng. Nhớ là phải lặp đi lặp lại, tức là qua lại quanh một vị trí đặc biệt. Vị trí đặc biệt này thường chọn là vị trí cân bằng. Tuy nhiên là dao động không thì nó cũng vẫn là quá rộng. Người ta lại đi nghiên cứu trường hợp nhỏ hơn, cụ thể hơn, đó là dao động tuần hoàn. Thế nào là tuần hoàn? Dao động tuần hoàn là dao động sau một khoảng thời gian nó trở về vị trí cũ theo hướng cũ. Trở về vị trí cũ theo hướng cũ. Ví dụ xuất phát từ một vị trí, nó sang bên kia, nó quay trở lại và về vị trí cũ nhưng vẫn theo cái hướng chuyển động cũ, mới là dao động tuần hoàn. Tuần hoàn có nghĩa là cái thời gian xảy ra là như nhau. Chúng ta có thể biết được cái tuần hoàn này trong thực tế như sau. Hôm nay là thứ hai, sau 7 ngày lại là thứ hai, sau 7 ngày tiếp lại là thứ hai, người ta gọi là tuần hoàn. Nhưng dao động tuần hoàn cũng quá rộng. Nó có thể theo một cái quỹ đạo cong, có thể theo quỹ đạo là một đường thẳng, đúng không? Là một đoạn thẳng. Thế chúng ta gói gọn hơn bằng một khái niệm dao động điều hòa. Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn. Chắc chắn là dao động tuần hoàn. Nhưng cái tọa độ của nó được mô tả bởi hàm sin hoặc hàm cosin theo thời gian. Mà đối với một dao động người ta không dùng cái khái niệm tọa độ, không dùng khái niệm vị trí mà người ta sử dụng một từ đó là ly độ. Vậy định nghĩa cuối cùng của nó là dao động điều hòa là dao động trong đó ly độ của vật là một hàm cos hay là hàm sin theo thời gian. Và chúng ta có cái phương trình dạng tổng quát là x bằng a cos omega t cộng với phi. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các đại lượng có trong cái công thức này và có những lưu ý gì. Trong cái phương trình tổng quát là x bằng a cos omega t cộng phi ấy, thì x người ta gọi là ly độ. Ly độ có nghĩa là cái vị trí của vật so với vị trí cân bằng, hay là khoảng cách từ vị trí của vật đến vị trí cân bằng. Nói thế có thể là rất khó hình dung. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn thông qua một cái gọi là một cái biểu diễn, hình ảnh biểu diễn. Ở đây có một cái vị trí gọi là vị trí cân bằng O, vị trí cân bằng. Tại sao nó lại chạy từ trừ A đến A? Bởi vì cos của chúng ta có giá trị từ âm 1 đến dương 1. Cho nên là x sẽ có giá trị từ âm A đến dương A. Đấy chưa?
Thế thì thầy giả sử trong quá trình nó dao động, nó ở vị trí M này, thì khoảng cách hay là tọa độ của điểm M so với góc tọa độ O này người ta gọi là x, là ly độ. Và trong các bài toán liên quan đến dao động điều hòa, người ta thường lấy đơn vị là cm. Nhưng để tính các đại lượng khác chúng ta phải đổi ra mét nha. Những đơn vị thường sử dụng là cm. Tiếp tục chúng ta có cái khái niệm anh hệ số chiếc cốt này là A, gọi là biên độ của dao động. Bản chất của nó chính là ly độ dao động cực đại. Ly độ cực đại có nghĩa là khi cốt bằng 1 thì x bằng A. Chúng ta phải nắm được cái khái niệm đó để trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hay là trắc nghiệm định tính. Tiếp tục, cái hệ số trước cái thời gian t này người ta gọi là vận tốc góc hay là tần số góc. Vận tốc góc hay là tần số góc, đơn vị là radian trên giây. Tiếp tục, cả cái cụm omega t cộng phi sau cốt này người ta gọi là pha dao động ở thời điểm t. Và khi t bằng 0 thì trở thành pha ban đầu. Khi t bằng 0 thì cả cái cụm này chỉ còn phi thôi. Và phi người ta gọi là pha ban đầu. Cả pha dao động và pha ban đầu đều có đơn vị là radian. Liên quan đến góc nhưng bây giờ chúng ta không sử dụng là độ mà phải chuyển thành radian. Và nhớ cái đặc điểm là pha ban đầu phi thường lấy từ trừ pi đến cộng pi. Nó chạy từ trừ pi đến cộng pi. Và ở đây chúng ta có một lưu ý cực kỳ quan trọng là hai anh không bao giờ âm, đó là tần số góc omega và biên độ. Trong quá trình dao động thì hai đại lượng này không bao giờ có khái niệm là âm mà là luôn luôn dương. Và nhớ cái pha ban đầu nó phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian cũng như chọn gốc tọa độ. Cùng một cái dao động, cùng một cái tính chất đó, nhưng nếu chọn gốc thời gian khi đi qua vị trí cân bằng chẳng hạn, hay là đi qua vị trí biên, thì cái pha ban đầu nó khác nhau. Pha ban đầu sẽ quy định cái vị trí ban đầu và cái vận tốc ban đầu. Sau này người ta gọi là trạng thái ban đầu. Như thế, cái phương trình tổng quát là như thế. Chúng ta đã hiểu được các đại lượng có trong công thức. Rất nhiều câu hỏi người ta hỏi đến những cái đại lượng cơ bản này. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu hai đại lượng suy ra từ cái ly độ, đó chính là vận tốc và gia tốc. Và xem có những nhận xét gì từ cái biểu thức của nó. Để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc khai thác các đại lượng có trong công thức của trong cái phương trình của dao động điều hòa, tức là khai thác các đại lượng có trong cái phương trình là A cốt omega t cộng với phi, thì chúng ta phải chuyển cái phương trình bất kỳ của đầu bài cho về phương trình dạng chuẩn. Dạng chuẩn có những lưu ý gì? Có lưu ý là hệ số trước cốt này, tức là A phải là dương, và hàm này phải là hàm cốt chứ không phải là hàm sin. Nếu cho lệch đi khỏi hàm cốt, nếu cho lệch đi không phải là hệ số trước cốt là dương, thì ta phải chuyển về gọi là phương trình dạng tổng quát chuẩn. Vậy có những anh nào có thể biến đổi? Ví dụ là âm cốt, thì chúng ta có cái công thức là âm cốt alpha sẽ bằng cốt alpha cộng với pi. Thực ra trừ pi cũng được nhé, trừ pi vẫn đúng nhé. Thế thì ta cộng hay trừ phụ thuộc vào việc xem cái pha nó dương. Nó chạy từ âm pi đến dương pi chưa? Thầy lấy ví dụ. Ở đây ví dụ là x bằng âm 5 cốt 2 pi t mà cộng với pi trên 3 chẳng hạn. Thì từ âm cốt chuyển thành cốt thì chúng ta cộng với pi đúng không? Thì thường là theo công thức thầy vừa đưa ra thì là 5 cốt của 2 pi t cộng pi trên 3 cộng thêm pi. Vậy cái này nó sinh ra mấy rồi? 4 pi trên 3. Và chúng ta đã biết là cái anh này này gọi là phi này thì nó đã vượt cái giới hạn là từ trừ pi đến cộng pi. Nó vượt giới hạn từ trừ pi đến cộng pi. Vậy thì người ta hay lấy, cái này vẫn đúng nhá, nhưng người ta hay lấy là chỗ này là pi trên 3 trừ đi
trừ đi pi. Bởi vì toán học ấy thì là cốt mà bên trong nó cộng hoặc trừ pi thì biến đổi ra bên ngoài nó đều là âm. Thế chỗ này người ta thường là viết như thế này. Vậy lúc này phi của chúng ta sẽ là trừ 2pi trên 2pi trên 3. Đó, trừ 2pi trên 3. Thế lưu ý chỗ đó. Tiếp tục là với hàm sin mà chuyển thành cốt thì chúng ta sẽ lấy là cốt của sin alpha bằng cốt của alpha trừ pi trên 2. Tiếp tục là trừ sin alpha thì là bằng cốt của alpha cộng với pi trên 2. Tiếp tục có hai công thức liên quan đến hạ bậc. Sau đó sau khi hạ bậc rồi thì chúng ta lại tiếp tục áp dụng một trong ba công thức trên. Đúng không nhỉ? Sin bình alpha sẽ bằng 1 trừ đi cốt 2 alpha trên 2. Cốt bình alpha sẽ bằng 1 cộng cốt 2 alpha chia cho 2. Đấy chưa? Thế thì áp dụng một trong năm công thức này để chúng ta đưa về cái phương trình dạng tổng quát mà chuẩn để chúng ta khai thác các đại lượng có trong công thức. Đừng nghĩ các đại lượng có cái trong cái công thức hay là phương trình dao động điều hòa đơn giản quá mà người ta không ra. Lát nữa đến các câu hỏi trong đề thi của các năm thì chúng ta sẽ thấy là rất hay hỏi chứ không phải là ít. Tiếp tục chúng ta sẽ đi khai thác cái khái niệm vận tốc và gia tốc. Vận tốc và gia tốc. Trước tiên vận tốc là ký hiệu là V. V. V sẽ bằng đạo hàm bậc nhất của ly độ theo thời gian. Tại sao lại thế? Bởi vì là bản chất của cái vận tốc này là gì? Là delta x chia cho delta t. Mà delta t rất nhỏ, tiến tới 0, thì anh này nó trở thành đạo hàm theo ý nghĩa của toán học. Nó là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của ly độ. Từ đó chúng ta sẽ có thể đi khai thác được cái khía cạnh này. V bằng x phẩy, mà x chúng ta bằng gì nhỉ? X bằng A cốt omega t cộng với phi. Đạo hàm của cốt sẽ bằng trừ sin. Trừ, đây là hàm hợp đúng không? A, đạo hàm của omega t thì là omega. Còn bên trong, xin lỗi, vẫn nó phải là sin. Đạo hàm cốt là bằng trừ sin omega t cộng với phi. Đúng không? Thế thì ở đây ta sẽ có V bằng trừ A omega sin omega t cộng với phi. Nếu đưa về hàm cốt thì trừ sin chuyển thành cốt, chúng ta phải cộng thêm pi. A omega cốt omega t cộng với phi. Xin lỗi, không phải cộng pi mà cộng với pi trên 2, đúng không? Trừ sin chuyển thành cốt là cộng pi trên 2. Tại sao lại cộng? Không, chuyển đây nó rõ rồi. Tại sao lại vận tốc? Nhìn vào đây là biết là vận tốc đang nhanh pha hơn ly độ là một góc pi trên 2. Bởi vì bên trong cốt này, anh này lớn hơn anh này một góc là pi trên 2. Ta sẽ có nhận xét đầu tiên là gì? Vận tốc nhanh pha hơn ly độ một góc pi trên 2. Điều này nó rất phù hợp với thực tế. Thực tế chỗ nào? Pha có nghĩa là, hiểu nôm na đó là thằng nào xuất hiện trước là sớm pha, thằng nào xuất hiện sau là trễ pha. Gì rõ ràng là thầy muốn thay đổi vị trí. Ví dụ thầy đang đứng ở vị trí này, muốn thay đổi sang vị trí khác, thì cái gì biến đổi đầu tiên? Tốc độ của cơ thể phải biến đổi đầu tiên, đúng không? Như thế là tốc độ thay đổi trước mới dẫn đến vị trí thay đổi hay là ly độ thay đổi. Vì thế nó rất phù hợp thực tế là vận muốn thay đổi vị trí thì vận tốc phải thay đổi trước. Và cụ thể trong dao động điều hòa thì vận tốc nhanh pha hơn ly độ một góc pi trên 2. Đấy là nhận xét. Ngoài nhận xét ra chúng ta còn khái niệm vận tốc cực đại. V max khi cốt nó bằng 1 tức là bằng A omega. V min là vận tốc cực tiểu bằng trừ A omega. Trừ A omega. Đây là nói đến vận tốc. Chúng ta còn phân biệt là cái tốc độ. Tốc độ là trị tuyệt đối của V. Tôi chỉ xét độ lớn thôi. Vậy thì tốc độ cực tiểu, tốc độ cực đại. Tốc độ cực đại bằng chính vận tốc cực đại, nó sẽ bằng A nhân với omega. Chỗ này có phải là trị tuyệt đối không?
Trị tuyệt đối thì trị tuyệt đối của cốt nó sẽ chạy từ 0 đến 1, chứ không phải là trừ 1 đến dương 1 nữa. Cho nên tốc độ cực tiểu bằng 0. Tốc độ cực tiểu sẽ ở vị trí biên, tốc độ cực đại ở vị trí cân bằng. Còn vận tốc cực đại và vận tốc cực tiểu đều ở vị, đều qua vị trí cân bằng. Đến khi tổng kết thầy sẽ nhắc lại điều này. Chúng ta cùng chuyển sang vấn đề tiếp theo, đó chính là gia tốc, xem có công thức là gì và nhận xét ra sao. Tiếp theo thầy sẽ nói đến gia tốc. Gia tốc là một cái khái niệm rất nhiều học sinh không hiểu rõ. Gia tốc chẳng qua là một đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của vận tốc. Vậy chắc chắn gia tốc phải xuất hiện trước vận tốc, đúng không? Nó sẽ có trước, thì có sự thay đổi về vận tốc, thì tức là có sự thay đổi về cái lượng tăng lên hoặc giảm đi ấy, tức là liên quan đến gia tốc theo thời gian ấy, thì mới thay đổi được vận tốc, tức là gia tốc thay đổi trước. Nhớ lại khái niệm gia tốc này, gia tốc là một đại lượng vật lý đặc trưng cho tốc độ biến thiên vận tốc. Vậy ta lại xuất phát từ cái khái niệm gia tốc ký hiệu là A bằng delta V chia cho delta T. Và delta T rất nhỏ, tức là nó tiến tới 0. Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra là gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian, mà vận tốc lại là đạo hàm bậc nhất của ly độ theo thời gian. Ta lại suy ra gia tốc là đạo hàm bậc 2 của ly độ theo thời gian. Nhưng ta đã có biểu thức của V rồi. V bằng trừ A omega sin omega T cộng với phi ở phần thầy vừa thiết lập trên vận tốc. Bây giờ thầy sẽ suy ra được biểu thức của gia tốc. Đạo hàm của của vận tốc theo thời gian A sẽ bằng V phẩy. Đạo hàm của sin, đây là hàm hợp theo thời gian. Sin thì bằng cốt, dấu trừ giữ nguyên. A omega, đạo hàm của thằng hợp, hàm hợp này thì sẽ bằng omega nữa, nhân với cốt omega t cộng với phi. Từ đó thầy có cái phương trình của gia tốc trừ a omega bình phương cốt omega t cộng với phi. Đó, thế thì ở đây thầy sẽ làm mất cái dấu âm này đi. Trước tiên thầy liên hệ với x đã. X của thầy bằng A cốt omega T cộng với phi. Từ đây thầy sẽ suy ra được là A bằng A nhân cốt thì nó dư ra trừ omega bình, trừ omega bình X. Đây cũng là một biểu thức liên hệ đôi khi chúng ta cũng sử dụng. Thì đại lượng này bằng trừ, anh này là một hằng số dương rồi, đại lượng kia. Thì có nhận xét đầu tiên là gì? Gia tốc ngược pha so với ly độ. Đấy, dấu trừ thể hiện ngược pha. Đấy chưa? Tiếp tục, thầy lại biến đổi anh này. À không phải anh này, mà anh trên. Gia tốc này về hàm chuẩn. A sẽ bằng A omega bình cốt omega T cộng phi cộng với pi. Thầy vừa nói rồi, gia tốc nhanh pha hơn vận tốc, nó có xuất hiện trước mà, cho nên thầy cộng pi chứ không phải là trừ pi. Rõ ràng anh này với anh vận tốc là V bằng A omega cốt omega T cộng phi cộng với pi trên 2. Rõ ràng thằng trên nó hơn thằng dưới một góc pi trên 2. Có nhận xét tiếp theo là gì? Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc một góc là pi trên 2, đúng không? Nhanh này, rõ ràng hơn. Ok, tiếp tục ta có nhận xét gì nữa? Ta sẽ đi nhận xét về gia tốc cực đại, gia tốc cực tiểu, đúng không? Gia tốc cực đại A max sẽ bằng A omega bình phương. A min sẽ bằng trừ A omega bình phương. Thầy không nói đến cái độ lớn gia tốc cực đại cực tiểu nữa. Thầy chỉ nói đến giá trị đại số.
Và nó lớn nhất và nhỏ nhất ở đâu? Chúng ta có biểu thức là A bằng trừ omega bình x. Thế thì thầy sẽ suy ra được A max khi nào? Khi x bằng bao nhiêu? Khi x bằng trừ A. Có nghĩa là gia tốc cực đại ở vị trí biên biên âm. Vị trí biên âm. Thế thì ta lại suy ra gia tốc cực tiểu khi x bằng bao nhiêu? X bằng dương A. Dương A có nghĩa là ở biên biên dương. Đó, biên dương. Biên dương biên âm. Cực đại thì ở biên âm, cực tiểu thì ở biên biên dương. Rồi ta lại dựa vào cái biểu thức của gia tốc, vận tốc, ly độ sẽ có những công thức độc lập thời gian tương ứng. Vậy các công thức độc lập thời gian tương ứng là công thức nào và ta hay khai thác công thức nào nhất? Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, các công thức độc lập thời gian. Chúng ta sẽ suy ra những cái công thức độc lập thời gian. Thực ra là suy ra những công thức từ các giá trị cực đại trước, sau đó nói đến công thức độc lập thời gian sau. Chỗ này chưa phải chứng minh công thức độc lập thời gian. Thế thì chúng ta đã có cái biểu thức là V max bằng A nhân omega. A max sẽ bằng A nhân omega bình. Vì thế thầy dễ dàng suy ra là chia vế với vế biểu thức dưới cho biểu thức trên. Thì ta sẽ có là A rút gọn với A, omega bình chia omega là omega. Nó sẽ bằng A max trên V max. Còn muốn ra cái biểu thức thứ hai này thì thầy phải bình phương. V max bình phương sẽ bằng A bình phương nhân omega bình phương. Mà A max bằng A omega bình. Chia vế với vế thì thầy sẽ có A bằng V max bình phương chia cho A max. Đó, hai biểu thức, hai đại lượng omega và A ta suy ra từ những giá trị cực đại. Đôi khi người ta cho giá trị cực đại suy ra để chúng ta viết phương trình dao động chẳng hạn. Chúng ta lưu ý là hai công thức này. Trước khi đi đến những cái khái niệm tiếp theo thì chúng ta phải nhớ một cái khái niệm về trạng thái dao động. Trạng thái của một dao động thì được xác định bởi hai yếu tố. Tức là tôi cần muốn biết là trong quá trình dao động thì trạng thái của nó như thế nào, thì cần phải biết cái gì? Nó đang đứng ở đâu, tức là vị trí. Hay nói khác là phải biết ly độ x. Thứ hai là nó đi qua vị trí đó theo hướng nào, nhanh hay chậm ra sao. Mà theo hướng nào nhanh ra chậm ra sao thì nó được quy định bởi vận tốc. Vậy vận tốc và ly độ là một cái cặp giá trị quy định cái trạng thái của dao động ở một thời điểm nào đó. Trạng thái của dao động tại thời điểm nào đó được xác định bởi ly độ và vận tốc của dao động tại thời điểm đó, tức là x và v. Thế sau hôm nay bất kỳ khi nào người ta hỏi là trạng thái dao động, xác định trạng thái dao động thì chúng ta phải tìm x và tìm v. Tiếp tục chúng ta chuyển qua hai cái khái niệm mà người ta cũng hay hỏi, đó là khái niệm chu kỳ và tần số. Chu kỳ được định nghĩa là gì? Là thời gian để vật thực hiện được một dao động, hoặc thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ. Nha, định nghĩa là thời gian để vật thực hiện được một dao động. Dao động này là dao động toàn phần. Hoặc thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động được lặp lại như cũ. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ nhìn đến cái hình ảnh như thế này về dao động. Dao động theo cái trục OX thì nó chạy từ biên A đến âm A. Giả sử tại một vị trí, tại một thời điểm, nó ở vị trí M, nó đang chuyển động về phía biên dương chẳng hạn. Thì nó phải đến đâu? Nó đến biên dương, nó quay trở lại. Đến đây chưa được, vì nó đang tiếp tục chuyển động về phía âm. Nên là vị trí này chưa được, mà nó phải quay về bên âm và về đây, thì hướng cũ nó mới duy trì. Đúng không? Với giống. Còn nếu đến đây thì hướng của nó đang chuyển động về phía âm, không được. Thế thì đây là một dao động toàn phần. Và thời gian thực hiện được một dao động toàn phần có nghĩa là đơn vị của nó phải là giây. Đơn vị của T phải là giây. Đó. Thế ta có thể tính T thông qua omega bằng 2pi trên omega, hoặc là bằng thời gian chia cho số dao động. Ví dụ đầu bài cho là trong khoảng thời gian T nó thực hiện được N dao động, hỏi chu kỳ bằng bao nhiêu, thì ta lấy thời gian chia cho số dao động. Bởi vì bản chất của chu kỳ là thời gian thực hiện được một dao động toàn phần.
Đấy chưa? Tiếp tục chúng ta có cái khái niệm tần số. Tần số lại ngược lại so với chu kỳ. Tần số là số dao động thực hiện được trong một giây. Vì thế ta có cái biểu thức của F bằng 1 trên T bằng omega trên 2pi. Đơn vị trong hệ đo lường quốc tế là Hz, đọc là Hz, ký hiệu là Hz, là số dao động thực hiện được trong một giây. Và ta có thể tìm theo biểu thức là N chia cho T, với T phải đổi ra giờ giây, thì lúc này đơn vị của tần số mới là Hz. Đấy là hai khái niệm phải nắm chắc, kể cả hỏi lý thuyết hay người ta bắt tính toán thì chúng ta phải hiểu bản chất để chuẩn với đơn vị để tính toán số liệu cho nó chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang các công thức độc lập thời gian. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chứng minh hai công thức độc lập thời gian. Đó là công thức x bình cộng v bình trên omega bình bằng a bình, và công thức v trên omega tất cả bình phương cộng a bình phương chia cho omega mũ 4 bằng a lớn bình phương, hoặc là người ta có thể viết là v bình chia cho omega bình cộng với a bình phương chia cho omega mũ 4 bằng a bình phương. Được chưa? Thế thì hai cái công thức này sẽ được chứng minh bởi một cái nhận xét trong toán học là sin bình alpha cộng cos bình alpha luôn luôn bằng 1. Thì ta sẽ chứng minh công thức thứ nhất như sau. Biểu thức của thầy là x bằng a cos omega t cộng với phi, thì suy ra cos omega t cộng phi sẽ bằng x trên a. A này thì bản chất của nó là x max, đúng không nhỉ? Ta tiếp tục có biểu thức là v bằng trừ a omega sin omega t cộng phi, từ đó sẽ suy ra sin omega t cộng phi bằng gì? Bằng v trừ v chia cho a omega không có max. Thế cả cụm này có thể hiểu đó là v max, đúng không? Sin bình cộng cos bình bằng 1. Thế thì có thể hiểu biểu thức này như sau. Ta có thể là x chia cho x max, đúng không? Tất cả bình phương cộng với v chia cho v max tất cả bình phương bằng 1. Thầy muốn đưa ra biểu thức này trước để sau này chúng ta có một cái khẳng định là hai đại lượng gọi là vuông pha với nhau, thì ta lấy giá trị tức thời chia giá trị cực đại, tức thời chia cực đại, bình phương lên cộng lại với nhau bằng 1. Không cần phải nhớ sin cos nữa, cứ vuông pha là có tức thời cực đại bình phương, tức thời cực đại bình phương cộng lại với nhau bằng 1. Đó, thế quay trở lại để chứng minh công thức đầu bài thì thầy lại thay x max bằng x trên a, đúng không? X bình chia cho a bình cộng với v bình a bình phương omega bình phương bằng 1. Nhân a bình lên thì thầy sẽ có biểu thức x bình cộng v bình chia omega bình bằng bình phương biên độ. Thế thì ở đây người ta hoàn toàn có thể suy ra biểu thức về vận tốc. V sẽ bằng cộng trừ omega căn bậc 2 của A bình trừ X bình. Tức là từ đây chúng ta suy ra này. Thầy sẽ suy ra là A bình này, chuyển vế này. Đây này. V bình trên omega bình bằng A bình trừ X bình này. Sau đó chúng ta khai căn bậc 2 của hai vế là V, trị thừa của V này, chia omega này, bằng căn bậc 2 của A bình trừ X bình, chuyển nhân chéo lên. Mà ở đây trị thừa phá ra cho nên là cộng trừ. Chúng ta hãy đôi khi sử dụng công thức này để tìm vận tốc, còn tốc độ chỉ lấy độ lớn. Rồi, tiếp tục công thức thứ hai là ta lại kết hợp cái sin của V và thằng gia tốc A bằng trừ A omega bình cốt omega t cộng phi. Thầy lại lấy cốt từ biểu thức của a chứ thầy không lấy cốt ở biểu thức x
thì cốt omega t cộng phi sẽ bằng trừ a chia cho a omega bình phương. Thế là sin bình cộng cốt bình, sin bình là lấy ở đây thì ta sẽ có là v bình phương chia cho a bình omega bình cộng với a bình phương chia cho a bình omega mũ 4 bằng 1. Đúng không? Nhân chéo lên. Thế thì có thể có biểu thức tương đương này, cái này chính là v chia cho v max tất cả bình phương cộng cái này chính là a chia cho a max tất cả bình phương bằng 1. Thực ra ở đây là hai đại lượng này là vuông pha, nó lệch nhau một góc pin 2 mà. Thì có tức thời cực đại bình phương lên cộng nhau bằng 1. Còn chứng minh lại cái công thức của chúng ta mà thầy vừa nêu ở trên thì cực kỳ đơn giản. Nhân chéo cái a bình lên phía trên thì ta sẽ có v bình chia cho omega bình cộng với a bình chia cho omega mũ 4 bằng bình phương biên độ. Đúng không? Thế thì chúng ta có thể có cái điều gì tương tự nhỉ? À, ta có thể biến đổi về biểu thức gì nữa? Thầy lại nhân cả a bình omega bình lên phía trên này thì thầy có biểu thức thứ hai là v bình cộng a bình trên omega bình phương bằng a omega tất cả bình phương. Cái này chính là v max. Đôi khi ta sử dụng công thức là v bình cộng a bình chia cho omega bình bằng v max bình phương. Rõ ràng từ những cái công thức cơ bản ta suy ra một loạt các công thức kéo theo. Đúng không? Chúng ta cùng chuyển sang cái ý tổng kết tổng thể xem kiến thức cốt lõi của dao động điều hòa là gì, sau đó sẽ qua các bài tập vận dụng. Chúng ta sẽ có cái tổng kết bằng cái sơ đồ như sau. Để từ cái tổng kết này lát nữa chúng ta sẽ đưa ra một số cái nhận xét liên quan đến công thức. Trước tiên, dao động điều hòa là dao động mà ly độ của nó được mô tả bởi hàm cốt hoặc hàm sin. Chúng ta hay sử dụng hàm cốt omega t cộng với phi. Thì từ đây chúng ta đã biết là x nó chạy từ âm A đến dương A. Người ta thường chọn vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Đó. Và rõ ràng cốt nó chạy từ âm 1 đến dương 1 cho nên x nó chạy từ âm A đến dương A. Được chưa? Và người ta còn có một cái khái niệm là chuyển động có giới hạn trong không gian. Dao động điều hòa là chuyển động có giới hạn trong không gian. Tức là rõ ràng nó không vượt qua âm A cũng không vượt qua dương A. Chỗ này không có, đúng không? Nó chỉ ở phần đằng trước thôi. À, đằng bên trong thôi. Đó. Thế thì về phương diện vận tốc thì nếu nó đi từ phía biên âm sang phía biên dương thì ta có vận tốc dương. Vận tốc dương. Bởi vì việc vận tốc dương hay âm nó phụ thuộc vào cái hướng của vận tốc hay là hướng của chuyển động. Vận tốc, hướng vận tốc và hướng chuyển động là trùng nhau mà. Ví dụ một cái xe ô tô đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì vận tốc là hướng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Và rõ ràng là khi đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc lúc này nó sẽ là cực đại bằng A nhân với omega. Và vận tốc nó bằng 0 ở vị trí biên. V bằng 0. Đó, dừng lại. Tiếp tục, nếu mà đi từ phía biên dương về phía biên âm thì vận tốc âm, bởi vì mũi tên này ngược với chiều dương. Ta có vận tốc sẽ là cực tiểu trừ a omega. Đó. Về gia tốc, gia tốc nó sẽ có biểu thức là gì nhỉ? A bằng trừ omega bình x. Cho nên x âm thì a dương và x dương thì a âm. Cho nên người ta có nhận xét là gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Gia tốc dương, gia tốc âm. Còn cái việc là ở biên dương hay ở biên âm không thể kết luận được là vận tốc dương hay âm. Đúng không? Bởi vì vận tốc dương hay âm nó phụ thuộc vào cái hướng của chuyển động. Đó. Còn gia tốc là như thế. Đó.
Và gia tốc như thế này nó sẽ đổi chiều vị trí cân bằng, còn vận tốc đổi chiều ở vị trí biên. Lát nữa chúng ta sẽ nhận xét lại, chúng ta nhắc lại. Và cái chiều dài, cái đoạn đường mà vật vạch ra trong quá trình dao động, người ta ký hiệu là L. Người ta gọi là chiều dài quỹ đạo. Chiều dài quỹ đạo. Đó. Thế thì có cái sơ đồ hóa là như thế này, thì chúng ta cùng chuyển qua các nhận xét quan trọng trước khi bước vào các bài tập ví dụ cụ thể. Chúng ta cùng để ý đến một số cái nhận xét. Nhận xét thứ nhất là một chu kỳ dao động vật đi được quãng đường là 4A. Tại sao lại thế? Chúng ta nhìn vào cái hình vẽ như sau. Một chu kỳ, thầy có sơ đồ là trừ A, O, dương A, chỗ cố X đây. Thế giả sử ở một vị trí M nào đó, đi như thế nào thì được một chu kỳ? Ví dụ đi theo hướng chiều dương chẳng hạn, đến biên dương, quay trở về, đến biên âm và quay ngược lại. Đây mới là một chu kỳ, đúng không? Vậy thì tổng quãng đường của nó là, ở đây là 1A, quay trở lại 2A, tương tự bên này. Vậy S sẽ bằng 4A. Nhận xét thứ hai, chiều dài quỹ đạo chuyển động bằng 2A. Đây là chiều dài quỹ đạo, là đường mà nó vạch ra trong quá trình dao động, thì rõ ràng L bằng 2A, đúng không? Lúc nãy thầy đã nói rồi, vận tốc đổi chiều ở vị trí biên, đúng không? Chạy như thế này, rõ ràng là đổi chiều ở vị trí biên. Còn gia tốc thì đổi chiều ở vị trí cân bằng. Lưu ý. Và hướng của chuyển động chính là hướng của vận tốc. Cuối cùng là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình thì được tính theo công thức là quãng đường đi được chia cho thời gian. Ở đây người ta tìm tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Một chu kỳ đi được quãng đường là 4A, mất một khoảng thời gian là chu kỳ T. Cho nên V trung bình sẽ bằng 4A chia cho chiều T. Ta lại thay T bằng 2pi trên omega. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được V trung bình sẽ bằng 4A chia thì nhân nghịch đảo 2pi nhân với omega trên tử 2V max chia cho pi. Bởi vì cả A omega này chính là V max. Vận tốc cực đại hay là tốc độ cực đại, ta có hai công thức là V trung bình bằng 4A trên T hoặc bằng 2 lần V max trên pi. Như thế thầy đã hướng dẫn chúng ta hình thành, hướng dẫn chúng ta những kiến thức rất rất quan trọng, rất rất cơ bản về dao động điều hòa. Vậy chúng ta cùng chuyển qua một số bài tập ví dụ cụ thể xem câu hỏi đó xử lý như thế nào. Chúng ta bắt đầu với ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1, một vật dao động với phương trình, tất nhiên là dao động điều hòa rồi, x bằng 5 cos 4 pi t cộng pi nhân 6 cm. Cái đơn vị này rất quan trọng này. Câu A, xác định AF phi. Câu B, xác định ly độ tại thời điểm t bằng 1 giây. Câu C, tìm ly độ dao động tại thời điểm t bằng 0 và khi pha dao động là 2 pi trên 3. Chúng ta sẽ xử lý từng ý. Trước tiên xác định các đại lượng cơ bản thì chúng ta phải so sánh hay gọi là đồng bộ với gì nhỉ? Hay là đồng nhất với phương trình dạng tổng quát x bằng a cos omega t cộng phi. Vậy ta dễ dàng có phương trình kia là chuẩn rồi đúng không? Hệ số trước cos là dương. A sẽ bằng 5 cm bởi vì theo đơn vị của x. Omega sẽ bằng 4 pi. Và pha ban đầu là phần lẻ ra là pi trên 6 radian. Đấy là những cái thông tin ta khai thác được từ phương trình. Từ đó giải quyết được câu A. A nhắc lại. A bằng 5 cm. F sẽ bằng omega chia cho 2 pi. Đúng không? Sẽ bằng 4 pi chia 2 pi bằng 2hz. Đọc là 2 hex. Còn phi thì viết lại thôi. Phi bằng pi trên 6 radian. Câu A không vấn đề gì.
Câu A không vấn đề thì câu B rất đơn giản. Câu B người ta hỏi là ly độ ở thời điểm 1 giây, có nghĩa là x bằng bao nhiêu khi t bằng 1 giây. Chỉ việc thay vào thôi. Thay vào phương trình đúng không? X bằng 5 cos 4 pi nhân với 1 cộng với pi trên 6. Đúng không? Bằng chúng ta biết là cos tuần hoàn theo chu kỳ 2 pi, cho nên cộng thêm một số chẵn pi thì chúng ta bỏ luôn cái này đi. Còn nếu chúng ta không biết thì lấy máy tính mà tính. Đúng không? Thì ta sẽ có là cos của pi trên 6 là căn 3 trên 2, 2,5 căn 3 cm. Rất đơn giản. Đúng không? Rất đơn giản. Còn câu C, câu C vẫn tìm ly độ, tức là tìm x. Trong trường hợp thứ nhất là t bằng 0. Trường hợp thứ hai là pha. Pha thì phải nhớ là cả cụm omega t cộng phi bằng 2 pi trên 3. Pha là cụm đó. Đúng không? Hết sức lưu ý. Thế thì từ đây chúng ta sẽ có t bằng 0 thì thay vào phương trình ta sẽ có là gì nhỉ? T bằng 0 thì suy ra x bằng 5 cos 4 pi nhân 0 cộng với pi trên 6. Thế thì cái này chính là cốt của pi trên 6. Thì kết quả vẫn giống câu B là 2,5 căn 3 cm. Còn khi omega t cộng phi nó bằng 2 pi trên 3 thì x bằng 5 cốt 2 pi trên 3. Cốt 2 pi trên 3 là bằng trừ 1 phần 2, cho nên chỗ này lại bằng trừ 2,5 cm. Vậy ly độ là 2,5 cm. Những ý cơ bản đầu tiên, chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2, người ta cho phương trình dao động điều hòa x bằng 4 sin bình 4 pi t cộng pi trên 6. Xác định biên độ, chu kỳ và pha ban đầu. Thì việc làm đầu tiên của chúng ta phải chuyển về phương trình dạng tổng quát chuẩn, đúng không? Ta phải hạ bậc. X sẽ bằng 4 này nhân với sin thì bằng 1 trừ đi cốt của 2 alpha, đúng không? Tức là 8 pi t cộng với pi trên 3 chia cho 2 sẽ bằng 2 trừ đi 2 cốt 8 pi t cộng pi trên 3. Chúng ta viết lại phương trình. Nếu mà cộng pi thì ta sẽ có x bằng 2, tức là từ bỏ dấu trừ này thành dấu cộng thì bên trong là cộng trừ pi, đúng không? Thầy làm hai trường hợp. 2 cos 8 pi t cộng pi thì nó là 4 pi trên 3. Hoặc là trường hợp trừ pi thì x sẽ bằng 2 cộng 2 cos 8 pi t. Pi trên 3 trừ pi thì là trừ 2 pi trên 3. Đó. Thế thì cái phương trình nó khác phương trình mà chúng ta hay nhìn thấy. Như thế là ở đây gốc tọa độ không trùng với vị trí cân bằng, nó lệch một đoạn 2 cm. Anh này lệch đoạn 2 cm. Đó. Thế thì khi khai thác biên độ thì chỉ quan tâm trước cốt. Vậy biên độ A bằng 2 cm, không phải 4 cm nha. Chu kỳ T thì bằng 2 pi chia cho omega bằng 2 pi. Omega đây bao nhiêu? 8 pi bằng 1 phần 4 giây, tức là 0,25 giây. Còn pha ban đầu hoặc phi bằng 4 pi trên 3 hoặc phi bằng trừ 2 pi trên 3. Đó. Hoặc là người ta yêu cầu tính tần số, hoặc người ta hỏi luôn là tốc độ góc hay là tần số góc. Thế thì ví dụ 2 lạ hơn một chút là phải hạ bậc, sau đó đưa về dạng chuẩn. Và lưu ý, với cách viết như thế này thì gốc tọa độ không trùng với vị trí cân bằng, không có gì phải hoang mang cả. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Ví dụ số 3, một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng 5 cos 2 pi t cộng pi. Tại thời điểm T1, vật có ly độ là x1 bằng 4 cm. Hãy xác định ly độ ở các thời điểm A. T2 bằng T1 cộng 0,5 giây. B. T2 bằng T1 cộng 0,75 giây.
Đây là một bài chúng ta biến đổi linh hoạt về mặt toán học. Chúng ta có x1 bằng A, tức là bằng 5 cos 2pi T1 cộng với pi, mà đầu bài cho bằng 4 cm. Ta sẽ biến đổi liên quan để suy ra trường hợp thứ nhất là T2 bằng T1 cộng 0,5. Chỉ việc thay vào thôi, ta sẽ có x2 bằng 5 cos 2pi T1 cộng 0,5 cộng với pi. Biến đổi 5 cos 2pi T1 cộng pi cộng thêm pi. Đúng không? Mà cộng thêm pi muốn mất, chúng ta chuyển sang thì nó sẽ sinh ra dấu âm ở đằng trước. Đồng dựa vào công thức trừ 5 cos 2pi T1 cộng với pi. Mà cos của 2pi T1 đây bằng 4 cm. 5 cos 2pi T1 bằng 4 cm, cho nên chỗ này bằng trừ 4 cm. Tức là cả cụm này bằng 4, cho nên âm thì lại bằng trừ 4. Trường hợp B, cách làm tương tự, đúng không? Ta có T2 bằng T1 cộng 0,75. Thay vào thầy sẽ có x2 bằng, làm nhanh nhá, 5 cos 2pi T1 cộng với cái này, 2pi T1 thầy để nguyên, cộng với pi bên ngoài, còn 0,75 nhân 2pi tức là bằng 1,5pi. Đúng không? Thì thầy sẽ biến đổi. Thực ra là có thể làm cho trường hợp thứ nhất là như thế này, anh này là vuông pha với, nó lệch nhau một góc 1,5pi, tức là vuông pha với x1. Cách xử lý thứ nhất là ta sẽ có vuông pha, tức là x1 chia giá trị cực đại của nó là a tất cả bình phương, cộng x2 chia giá trị cực đại của nó là a tất cả bình phương bằng 1. A đây bằng mấy? Bằng 5. Thế ta sẽ có là x1 bình cộng x2 bình bằng a bình phương, tức là bằng 5 bình phương. Từ đó chúng ta sẽ có x2 sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 5 bình phương trừ đi x1 bình phương. Thay số vào, bằng cộng trừ căn bậc 2 của 5 bình. X1 là 4 đúng không? 4 bình thì sẽ bằng cộng trừ 3 cm. Hoặc là chúng ta sẽ lập luận cuối cùng cũng vẫn ra vuông pha. Xin bình cộng cos bình bằng 1. Chỗ này chúng ta sẽ xử lý này. Cái này tách ra thành pi cộng với pi trên 2. Thì từ cos của pi thì thầy sẽ sinh ra là x2 bằng trừ 5 cos của 2pi T1 cộng với pi cộng pi trên 2. Đúng không? Biến đổi ngược, cộng pi 2 có nghĩa là chỗ này là trừ sin. Trừ sin của cái cụm này, trừ với trừ là hết. Nó hơi khó hình dung, chúng ta phải lật lại cái công thức, 5 công thức mà thầy 5 công thức thì hình thành ở lý thuyết, đúng không? Thì chỗ này nó sẽ là 5 sin 2pi T1 cộng với pi. Sau đó chúng ta sẽ có sin bình cộng cos bình bằng 1, đúng không? Sin bình phương 2pi T1 cộng với pi cộng với cos bình 2pi T1 cộng với pi bằng 1. Đó, ta sẽ suy ra thì nó sẽ có là đây là x2 bình phương chia cho 5 bình phương cộng với x1 bình phương chia 5 bình phương bằng 1. Cuối cùng nó cũng ra hình này. Đây là ví dụ số 3, biến đổi linh hoạt toán học. Chúng ta sẽ tiếp tục sang ví dụ số 4. Đây, khá là dễ đúng không? Đây, ví dụ số 4. Còn ví dụ kia chúng ta không tính nữa, nó giống ví dụ số 3. Đây, ví dụ này cơ. Chuyển các phương trình sau về dạng chuẩn dao động điều hòa. Áp dụng công thức thôi. Chỗ này là trừ cos mà chuyển thành cos thì nó sẽ là cộng trừ pi đúng không? 5 cos 3 pi t cộng pi trên 3 cộng trừ pi. Thì nó sinh ra hoặc
5 cos 3 pi t trừ 2 pi trên 3, hoặc là 5 cos 3 pi t cộng với 4 pi trên, không có khó khăn. Còn cái trường hợp thứ hai, trừ sin chuyển thành cos thì là cộng thêm pi trên 2, đúng không? Sin 4 pi t cộng pi trên 6 cộng pi trên 2. Nếu quên rồi thì lướt lại cái công thức, 5 công thức mà thầy liệt kê ở phần lý thuyết nha, để mà nhớ. À xin lỗi, chỗ này là chuyển thành cos. Cos thì chỗ này sẽ là 5 cos 4 pi t cộng 2 pi trên 2 pi trên 3. Pi trên 2 cộng pi trên 6 là 2 pi trên 3. Như thế chúng ta đã trải qua 4 ví dụ khá là cơ bản. Vậy chứ tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang các câu hỏi trong đề thi đại học hay trung học phổ thông quốc gia các năm trở lại đây. Thầy có câu số 1, một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại, tức là Vmax đấy. Vmax bằng 31,4 cm trên giây. Lấy pi bằng 3,14, tính tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Liên quan đến Vmax thì V trung bình của chúng ta bằng 2 lần Vmax trên pi bằng 2 nhân 31,4 chia cho 3,14 bằng 20 cm trên giây. Đáp án của câu số 1 này là đáp án A. Cứ công thức mà dịch thôi, đúng không? Rất đơn giản. Câu hỏi số 2 chúng ta biến đổi một chút. Nhưng mà muốn biến đổi được thì tốt nhất tóm tắt. Tóm tắt nhiều thì sau khi chúng ta làm nhiều chúng ta có thể nghĩ trong đầu được. Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng. Vậy qua vị trí cân bằng thì nhớ độ lớn của vận tốc chính là Vmax bằng 20 cm trên giây. Người ta hỏi khi anh này có độ lớn vận tốc bằng 10 cm trên giây thì độ lớn của gia tốc bằng 40 căn 3 cm trên giây bình phương. Hỏi biên độ dao động A. Đó. Thế thì ta có thể có nhiều công thức. Trong đó thầy hay sử dụng công thức như sau: V và Vmax, A sẽ liên quan đến Amax. Amax nếu mà tìm được thì chúng ta sẽ có Amax bằng A nhân với omega bình. Đúng không? Từ đó chúng ta sẽ suy ra được A. Cái Vmax này chính bằng A nhân với omega. Ta có thể tìm từ đó chúng ta sẽ suy ra được là gì nhỉ? A sẽ bằng Vmax bình phương chia cho Amax, đúng cái công thức mà thầy tổng kết từ các giá trị cực đại. Vậy ta sẽ đi tìm Vmax và Amax. Vmax đây rồi, Amax cần tìm. Và ta biết là A và V vuông pha với nhau. Trong quá trình xây dựng lý thuyết thì thầy đã ghi công thức là V trên Vmax tất cả bình phương cộng A trên Amax tất cả bình phương bằng 1. Thế thầy phải thay V là 10, Vmax là 20, tức là chỗ này bằng 1 phần 2 tất cả bình phương. 10 chia cho 20, bình phương của trị tuyệt đối cho nên không cần quan tâm đến âm dương nữa, đúng không? Nó luôn dương. Cộng với A, A ở đây bằng bao nhiêu? 40 căn 3 chia cho Amax tất cả bình phương bằng 1. Rồi, thế đây ta sẽ suy ra được là 40 căn 3 chia cho Amax bình phương bằng bao nhiêu? 1 trừ đi 1 phần 3 là 4 phần 3, xin lỗi, là 3 phần 4. 1 trừ đi 1 phần 4 là 3 phần 4. Từ đó khai căn bậc 2 vế, thầy có 40 căn 3 chia cho Amax. Amax thì dương cho nên không cần để trị tuyệt đối, bằng căn 3 trên 2. Từ đó thầy sẽ suy ra Amax bằng 80. Amax bằng 80 cm trên dây bình. Vậy quay trở lại biểu thức này, ta sẽ có Vmax bình phương, tức là 20 bình phương
chia cho 80. 20 chia 80 1/4, 20 chia 4 bằng 5. Vậy A sẽ bằng 5 cm. Chỗ này chia ra bằng 5 cm. Đáp án của câu 2 là đáp án A. Ta tiếp tục sang câu số 3. Câu số 3: khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là dao động. Từ vị trí biên về vị trí cân bằng chuyển động nhanh lên, đúng không? Từ vị trí cân bằng ra vị trí biên chậm lại và dừng ở vị trí biên. Nhưng có phải là đều hay không? Thì nhớ là không đều. Không đều. Chỉ là biến đổi, nhưng biến đổi không đều. Biến đổi không đều, nhớ cho thầy như thế. À, vậy ở đây là từ vị trí cân bằng, biên về vị trí cân bằng là nhanh dần nhưng không đều. Cho nên câu 3, đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 4: một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo dài 12 cm. Dao động này có biên độ. Chiều dài quỹ đạo là L bằng 2A bằng 12 cm. Vậy A bằng 6 cm. Đáp án là đáp án C dành câu cho câu số 4. Đúng không? Câu số 5 khá là đơn giản. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cos omega t cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ S bằng 4A. 4 nhân 5 20. Vậy quãng đường đi được trong một chu kỳ là 20. Đáp án D. Rất cơ bản. Câu số 6: làm đến đâu chúng ta chọn thấy đáp án đúng chúng ta dừng luôn. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 6 cos pi t. X tính bằng cm, t tính bằng giây. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tức là ta có A bằng 6 cm, omega bằng pi, tốc độ cực đại, tức là V max bằng A omega bằng 6 nhân với pi bằng 6 nhân 3.14, thì nó xấp xỉ bằng 18.84, đúng không? Vậy đáp án A là chính xác luôn. Chu kỳ là 0.5, t bằng 2 pi trên omega bằng 2 giây. Anh này sai. Anh này cũng sai, bởi vì lúc này ta có F bằng omega trên 2 pi bằng 1/2 hertz. Đó. Gia tốc của độ lớn cực đại, chúng ta sẽ thay công thức V A max bằng A omega bình và thấy nó khác 113. Đó, thế thì với câu này chúng ta sẽ làm đến câu nào thấy đáp án đúng dừng lại luôn, không làm tiếp nữa, đúng không? Chúng ta cùng chuyển sang câu số 7. Chúng ta tiếp tục câu số 7. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 6 cos omega t cm. Dao động của chất điểm có biên độ. Biên độ là hệ số dương trước cos. Ở đây bằng 6. Cho nên câu 7 dễ dàng có đáp án là đáp án B. Người ta hoàn toàn có thể hỏi gì? Chu kỳ, tần số góc, tần số hay là quãng đường đi được trong một chu kỳ nha. Câu số 8 khác lạ hơn một chút. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x bằng 5 cos omega t cộng 0.5 pi. À không khác đúng không? Pha ban đầu. Phương trình chuẩn chưa? Hệ số trước cos dương rồi. Thế thì đây là hàm cos, thế thì phần dư ra không liên quan gì đến t, nó chính là pha ban đầu. Phi bằng 0.5 pi, cho nên câu 8 này đáp án của chúng ta là B tiếp. Hết sức cơ bản. À, câu số 9 mới là câu khác lạ liên quan đến độ lệch pha. Câu 9. Thực ra độ lệch pha thì chúng ta sẽ lấy hai pha trừ đi nhau, miễn là cùng hàm số. Ở đây x1 bằng 5 cos 2 pi t cộng 0.75 pi. X2 bằng 10 cos 2 pi t cộng 0.5 pi. Trước tiên chúng ta phải quan tâm này. Cùng cos. Cốt ok rồi. Cùng hệ số dương rồi. Hệ số cùng âm cũng ok nhá. Cùng sin cũng được nhá. Đó, còn hai này khác nhau không quan trọng. Thế ta lấy pha trừ đi nhau, 2 pi t cộng 0.75 pi trừ đi 2 pi t cộng 0.5 pi thì sẽ bằng 0.25. Lấy cái gì trừ cái gì cũng được, bởi vì người ta đang xét độ lớn, tức là lấy trị tuyệt đối. Vậy đáp án của câu này là đáp án A. Chín A. Câu 10 rất cơ bản.
Một chất điện dao động điều hòa có phương trình x bằng 10 cos 15t cộng với pi, x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chất điểm dao động với tần số góc. Tần số góc là cái anh bên trước, đằng trước t ấy, đúng không? Là 15. Omega bằng 15 radian trên giây. Câu 10. Đáp án D. Rất rất cơ bản. Các câu này đều lấy trong đề thi đại học và trung học phổ thông quốc gia các năm gần lại đây. Có nghĩa là tần suất xuất hiện cái dạng đại cương là rất nhiều. Lại một câu tương tự liên quan đến tìm độ lệch pha. Hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là, và hệ số đều dương hết rồi, và biên độ lại giống nhau nữa, cứ trừ đi nhau. Hỏi độ lệch pha hai này trừ đi nhau. Anh này trừ anh này thì sẽ sinh ra là âm pi. Anh này trừ anh này sinh ra là dương pi. Nhưng độ lớn có nghĩa là trị tuyệt đối bằng pi. Đáp án của câu 11 là đáp án C. Nhớ là lấy pha trừ đi nhau khi cos, cos hoặc là sin, sin. Nhưng hệ số phải giống nhau. Hệ số giống nhau ở đây là cùng dương hoặc cùng âm, chứ không nhất thiết phải cùng là số 10. Nhà khác số cũng được, miễn là cùng dương hoặc cùng âm. Lưu ý. Câu 12. Vector vận tốc của một dao động điều hòa. Vector vận tốc trùng với hướng chuyển động. Nhớ nha, vector vận tốc hay là hướng của vận tốc trùng với hướng của chuyển động. Đáp án B, 12. Đáp án B. Hướng ra xa vị trí cân bằng, không phải có lúc hướng ra xa, có lúc lại gần. Cùng hướng chuyển động, ok rồi. Hướng về vị trí cân bằng, có lúc hướng về, có lúc hướng đi. Chúng ta quay trở lại phần tổng kết cho cái sơ đồ đấy, chúng ta sẽ thấy là không phải lúc nào cũng hướng về vị trí cân bằng, không phải lúc nào cũng hướng về vị trí biên, đúng không? Ngược hướng chuyển động, không phải cùng hướng chuyển động. Câu 13 lại hết sức cơ bản. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng a cos omega t cộng phi, omega dương, tần số góc. Tần số này, tần số là ở đây, là omega. Đáp án B, 13. Đáp án B, đúng không? Người ta có thể hỏi pha ban đầu, có thể hỏi biên độ. Các mã đề khác nhau hoàn toàn có thể hỏi tương tự như thế. Rất rất cơ bản. Câu 14 cũng lại cơ bản. Một vật dao động điều hòa với tần số góc omega, khi vật ở vị trí x thì gia tốc. Gia tốc a bằng trừ omega bình x. Trừ omega bình x, câu 14 là đáp án C, không có gì phức tạp cả. Và câu cuối cùng, chúng ta cùng xử lý câu cuối cùng. Một vật dao động với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi, phương trình dạng tổng quát chuẩn, thì V sẽ bằng trừ A omega sin omega T cộng với phi. Đáp án của chúng ta là đáp án nào? Đáp án A. Nhưng nếu phương trình khác đi, ví dụ phương trình mới là x bằng A sin omega T cộng phi, thế thì đáp án này là không được nha. Không được đáp án này, mà ta sẽ sử dụng biểu thức là V bằng x, x phẩy, thì nó sẽ bằng a omega cos omega t cộng với phi, đúng không? Thì về biểu thức này cơ. Thế thì nhớ cho thầy, nếu mà dạng chuẩn thì ốp luôn công thức. Nếu mà dạng bất kỳ thì chúng ta sẽ lấy đạo hàm bậc nhất theo thời gian. Đúng không? Hết sức lưu ý, không cẩn thận nhầm lẫn. Như thế thầy đã cùng chúng ta xây dựng những kiến thức cơ bản về dao động điều hòa. Làm 4 ví dụ minh họa, cuối cùng là các câu hỏi trong đề thi đại học và đề thi trung học phổ thông quốc gia các năm gần đây. Hy vọng rằng chúng ta luôn luôn tự tin với cái kiến thức nền tảng để tiếp tục học tập và phấn đấu đạt được điểm theo yêu cầu của chúng ta, theo mong muốn của chúng ta, theo mục tiêu của chúng ta trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chúc các em thành công. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo.